Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của cô gái Thà Thành. Hôm nay mình làm lẩu cá thác lát với khổ qua, mời cả nhà cùng đón xem nhé. Nguyên liệu cần thiết để làm món lẩu cá thác lát này bao gồm cá thác lát, khổ qua, hành lá và một số loại rau củ khác ăn kèm. Cá thác lát các bạn mua về rửa sạch phi lê, lấp bỏ xương và sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, hoặc là mua cá thác lát xay sẵn ở ngoài chợ như mình nhé. Bước đầu tiên mình sẽ đi quét chả cá nhé. Bước này rất là quan trọng để giữ cá được ngon và dai và không bị bở. Mình cho tầm 5 củ hành tím và 1 củ tỏi vào 1 ký cá thác lát. Các bạn dùng chày hoặc muỗng quét thật đều tay phần chả cá nha. Quét theo cái viền tô và theo một chiều cố định thì cá nó sẽ dai hơn. Tiếp đến mình sẽ đi giã 5-6 cây hành lá và cho gia vị vào hành lá trộn đều lên nhé. Gia vị bao gồm 3 muỗng cà phê hạt tiêu, 2 muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng canh nước mắm. Giã nhuyễn xong rồi trộn đều, các bạn cho vào chả cá và quét chả cá tiếp nha. Sau khi cá được quét đều tay và đủ lâu thì các bạn cho vào tủ lạnh để cá được dai hơn nha. Nếu các bạn muốn chả cá mau dai hơn, trong khi quét các bạn lót một thau nước đá lạnh dưới tô chả cá nhé. Chả cá này ngoài bỏ vào nồi nước lẩu ra, các bạn cũng có thể chiên làm chả cá chiên cũng ngon lắm đó. Các bạn chưng chả cá ra dĩa hay là tạo hình tròn hay hình thoi gì đó, các bạn nhớ cho một xíu dầu ăn vào dĩa hoặc bao tay để tạo hình, để chả cá không bị dính vào dĩa hay bao tay nha. Tiếp đến mình sẽ đi nấu nước lẩu, mình cho tầm 1.8 đến 2 lít nước nấu sôi. Mình cũng đi giã hành lá và nêm nếm gia vị bao gồm 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường và 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn có thể cho thêm 1 tới 2 trái ớt đỏ vào và giã chung luôn nhé. À các bạn nhớ đừng giã nhuyễn quá nhé, giã nhẹ nhẹ thôi để hành lá có hình sợi sợi, để khi mình cho vào nồi nước lẩu giúp nồi nước lẩu thêm đẹp mắt. Giã hành lá xong rồi, các bạn cho vào nồi nấu sôi và nêm nếm lại gia vị cho phù hợp với gia đình mình. Phi thêm 2 củ hành cho vào nồi nước lẩu để nồi nước lẩu thơm và hấp dẫn hơn nha. Và thế là xong một nồi nước lẩu. Khi ăn các bạn bắt lên bếp ga đun sôi, sau đó cho chả cá vào, nhúng khổ qua và nhúng rau sống ăn kèm với bún nha. Các bạn cũng có thể cho thêm một vài cọng đầu hành lá và một xíu ngò rí cho nồi lẩu thêm đẹp mắt và thơm ngon hơn. Ngoài khổ qua ra, các bạn cũng có thể ăn kèm với rau mồng tơi, rau tần ô, vân vân. Với nồi lẩu này, gia đình mình ăn tầm khoảng nửa ký khổ qua đã được bào sẵn. Với thời tiết se se lạnh này, gia đình quây quần bên nhau thưởng thức nồi lẩu khổ qua nóng hổi này thì còn gì bằng nữa. Cả nhà cùng làm với mình nhé và đừng quên bấm theo dõi ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại.